Này, chào mấy bác nha Thật sự là Những bác mà biết xài à, Cái dòng này nó ghê gốm lắm Thật sự Em bán hàng khá nhiều rồi Và em gần như chùm cái dòng này luôn Và mọi người không biết thôi Cái độ bền của nó Nhiều khi em nói, không phải em nói quá lên đâu Nhưng mà nhiều anh khách xài 7, 8 năm đến 10 năm đó Chuyện bình thường xài phá như cướp luôn đó. Không bao giờ nó hỏng nó mạnh ngang ngửa với tl33 thậm chí mạnh hơn luôn và cái độ gia công của đồ của nó thậm chí là xếp trên hạng của tl33 mà mấy bác biết giá nó chỉ bằng nửa con tl33 thôi nên là mấy bác cố gắng mua ủng hộ thì nhiều bác hỏi em còn không thì bên em còn cực kỳ nhiều luôn đây mới kèm thấy chưa rất là nhiều nên là yên tâm em nói đây là em làm cho một anh khách đó. thì mấy bác mà ưng thì em làm tiếp cho con này hai triệu bạc về mấy bác chạy em bảo hành cho một năm hư gì em chịu em nói nốt nha em nói là em làm chứ không phải như mọi người nghĩ bên em bán là bảo hành đàng hoàng hư gì em chịu trong một năm hư gì em chịu trừ hư nồng bạc bê tông đó. bởi vì mấy bác xài nhất tầm bậy tầm học mấy bác cho mượn Người ta đổ nhất tầm bậy tầm bạ vô chết mất con máy Chết nòng bạc với tông là em chịu Còn ngoài ra hư gì em chịu Em nói nốt Vậy để mấy bác biết một con máy nó chất lượng lên một mức độ vậy Hai triệu bạc về mấy bác phát em nói thiệt nhá bao rớt máy luôn Thiệt sự nha Chứ nhiều anh không tin em Nhưng mà thiệt sự là cái kênh em bán đó, Có rất nhiều anh Mua rồi lại quay lại mua nó nữa rồi tiếp tục kêu hàng xóm mua rất là nhiều và đặc biệt dòng này quá ngon luôn đây mọi người nghe tiếng máy của nó này cỡ này mà không mua mua con nào rẻ ngon bộ rẻ dịch lên này nó đổ từ giờ giờ cho đến mai nó mít vậy ạ người nghe tiếng máy chưa? Cái này mà mua mua con nào ta? Em nhiều khi khách hàng khách hàng là thực đế. Nhưng mà thú thực ra mình biết những cái đời nào ngon mình cố gắng mình lấy về. Ý em là ngon. Ý em là ngon bổ và phải rẻ. Ngon bổ rẻ chất lượng. Là em cố gắng em bán cho khách hàng. Cái tiêu chí của kênh em là vậy, tại sao em muốn bán em được nhiều? Bởi vì mình muốn khách hàng được những cái phần lợi thế nhất và em cũng có thu nhập đó chứ không phải là em em em, em nói ở ừ, em mang mấy đó về em bán này em chay thì không có em đây cũng phải ăn cũng phải uống con em cũng phải đi học thì thú thực ra bán là phải lời và lời rất là ít vừa phải thôi và xuống sân dưới như này máy bao chạy rất máy luôn nó không bao giờ nó hư luôn mấy bác chạy chạy phá như cướp thì cao lắm nha năm năm sau hư cái chế quăng cái chế thay cái chế khác vô trăm bạc hơn trăm nghìn xong sướng không phải khỏe không? mà nhiều anh không tin bởi vì chưa dùng có nhiều anh mua một con rồi anh ơi về cái lô đây đẹp quá lấy em thêm con nữa rồi bắt đầu là bắt đầu là ngày mai lại điện thoại anh ơi hàng xóm em đã lấy thêm con nữa anh anh làm cho em hai ba con đi đủ vậy luôn họ biết nó ngon họ giành lộn nên họ mua thế mà nhiều anh đổ một nguyên một cái đống máy tem một bảy mươi bán công nhận hình như là nó bão hòa rồi sao thiệt sự em rất là tiếc cái lô máy nó quá đẹp những con máy gần như đẹp siêu phẩm luôn vậy mà cuối cùng mình bán nó chậm tiếc chứ không phải là gì chứ còn em bán là phải có thu nhập và thu nhập bên em thì ít thôi vừa phải mình kiếm lấy tiền mua mắm mua rau con cái học hành thì mình cũng bỏ công sức bỏ tâm huyết ra để mình làm một con máy đây lại này mọi người thấy chưa Mà không mua em bó tay Thiệt sự là buồn thiệt Thôi không nói gì nhiều Lên thiên gì nhiều Thì mấy bác mua Em còn con này đẹp xuất sắc luôn này Em xuống sang dưới cho Đuổi về mấy bác chạy Không phải suy nghĩ cái điều gì hết Thiệt sự nha Đó là Anh em mình tâm sự thiệt Nói thiệt lòng Những con máy ngon Em muốn bán cho mọi người Giá nó vừa phải Nó bình dân Nhưng mà nó chất lượng chứ không phải là ở tao có hai triệu bạc mà mấy tao thua con 4 triệu người ta không bao giờ có chuyện đó em dám cam kết mọi người mua con này hoặc là những con đời như thế này em tư vấn thiệt thậm chí nó còn bền hơn những con máy mà những người khác họ mua bốn năm triệu luôn em dám cam kết vậy mà nhiều khi mọi người không tin đó là thực sự cái tâm của em bán hàng là em nói thiệt còn đâu tùy anh nào tin hay không đó là tùy thôi chứ còn nhiều khi mấy anh khó tính quá thì em bán hàng cũng không nổi rồi ok đó tâm sự thiệt trong nghề thôi rồi anh nào mua thì bên em còn rất là nhiều tha hồ mọi người lựa chọn chứ không phải là em còn nhiều dòng này mà em nói về dòng này tốt nó tốt thì em mới mang về nhiều để em bán nó tốt mà em bán được hàng thì em vẫn phải lấy về em bán chứ còn những cái dòng mà bán không nổi thì em không thể nào bán được nữa còn dòng này bao ngon 10 năm sao hỏng nổi thật sự t một bảy mươi cỡ này cỡ nào hai con Ok, có 2 triệu con thôi, mọi người quay ủng hộ Yên tâm, cọc cho bên em Em làm cho con này giống như anh này Cọc phát em làm luôn đó. Rồi ok nha Thiệt á <laughs> Nhiều khi mà anh gách mình nói thiệt đó. Không tin, thôi tùy thôi